Em xin mến chào cô chú anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha. Thì hiện tại em cũng đang có mặt tại huyện Thạnh Hóa thuộc tỉnh Long An, và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất với diện tích là 13.000 m², tất nhiên là một mẫu ba đất nha quý anh chị. Thì lô đất của mình sở hữu mặt tiền nối tiếp theo con lộ đá là được 200 m, thì xe ba gác xe máy là mình chạy cặp ngay đất nha quý anh chị. Trước đất thì có view kênh luôn, một kênh sáng cũng khá là lớn nha cô chú anh chị. Đất mình hiện tại là chủ đang canh tác làm lúa nha quý anh chị, còn pháp lý là sổ hồng, còn ganh gấp á, là rõ ràng luôn, thì chủ đã có cắm trụ ganh là giáp dòng nha quý anh chị. Thì em đứng đây em cũng có thấy cây trụ ganh luôn quý anh chị đây. Thì cô chú anh chị mình từ Tiền Giang mình về tới ngay đất thì tầm khoảng là từ 50 tới 80 km nha quý anh chị. Còn những anh chị mình Sài Gòn mình về tới ngay đất thì tầm khoảng là 60 tới 100 km nha quý anh chị, cũng phụ thuộc vào khu vực của cô chú anh chị mình đang ở nha. Và phần đất này á thì chủ em cần bán với mức giá là 130 triệu cho 1.000 m², tất nhiên là 130.000 cho 1 m² nha quý anh chị. Thì quý anh chị mình muốn biết thêm chi tiết về lô đất này và muốn biết thêm thực tế về lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha, với số điện thoại của em là 0816556639. Em sẽ trực tiếp tư vấn và dẫn quý anh chị mình xem đất thực tế, rồi mình gặp ngay chính chủ, xem giấy tờ thực tế và thương lượng trực tiếp ngay chính chủ nha cô chú anh chị, nên quý anh chị mình cũng an tâm nha. Và em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình gần xa đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha.